Xin chào anh chị và chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nguyễn Tuyền Toyota. Ngày hôm nay em Tuyền sẽ mang đến cho quý anh chị một chiếc clip cập nhật chương trình khuyến mãi cũng như là mức giá lăn bánh mới nhất của Toyota Yaris 2024. Và Toyota Yaris thì như quý anh chị cũng đã biết rồi, sẽ có hai phiên bản máy xăng và phiên bản động cơ hybrid, và trước màn hình của quý anh chị là phiên bản động cơ máy xăng với mức giá bán chỉ từ 650 triệu đồng. Và lưu ý cho quý anh chị nha là Toyota Yaris mức giá niêm yết sẽ tùy theo màu sắc mà quý anh chị lựa chọn. Rẻ nhất cho quý anh chị là màu đen, còn đối với các màu còn lại đều sẽ cao hơn từ 8 đến 12 triệu đồng tùy theo màu mà quý anh chị lựa chọn ha. Ví dụ như là màu trắng ngọc trai trước màn hình của quý anh chị sẽ cộng thêm 8 triệu đồng về mức giá niêm yết. Màu trắng nóc đen, xanh nóc đen và cam nóc đen sẽ cộng thêm là 12 triệu đồng. Và đây là mức giá niêm yết do nhà máy Toyota Việt Nam quy định nha quý anh chị, không phải là do đại lý tự đưa ra giá niêm yết. Quý anh chị lưu ý giùm em phần đó, chứ có rất nhiều anh chị khách hàng lên là cứ nói và em Toàn là đại lý ăn dày hoặc là đại lý ăn thêm này nọ. Xin thưa quý anh chị là đại lý tụi em sẽ không có quyền mà quyết định cái mức giá niêm yết, và mức giá niêm yết theo màu là do Toyota Việt Nam quyết định, cho nên là cái này là do từ nhà sản xuất họ đưa ra cái giá như thế rồi. Đại lý chúng em chỉ quyết định về chương trình khuyến mãi mà thôi. Và hiện tại là Toyota Yaris này đang có chương trình khuyến mãi mới, anh chị sẽ được giảm tiền mặt và tặng phụ kiện với tổng giá trị lên đến là gần 30 triệu đồng cho cả hai phiên bản là phiên bản máy xăng và phiên bản động cơ hybrid. Và đó cũng là mục đích chính của video ngày hôm nay mà em Toàn muốn gửi đến cho quý anh chị, là sau khi mà chúng ta áp dụng cái chương trình khuyến mãi mới đó tại thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6 thì sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận là bao nhiêu tiền cụ thể, để cho anh chị tham khảo, để dành cho những quý anh chị khách hàng mà đang có nhu cầu mua mẫu xe này ở thời điểm cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 thì quý anh chị có thể nắm bắt được cái mức giá niêm yết cũng như là cái chương trình khuyến mãi của mẫu xe này đang áp dụng. Và bây giờ trước khi đến với phần báo giá lăn bánh cũng như là chương trình khuyến mãi cụ thể và chi tiết cho anh chị, xin mời anh chị hãy cùng em Toàn dành ra ít phút để cùng xem lại những điểm nổi bật có trên mẫu Toyota Yaris động cơ xăng 2024, rồi sau đó em Toàn sẽ cập nhật cho quý anh chị về mức giá lăn bánh. Xin mời anh chị. Toyota Yaris Cross chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 9 năm 2023. Được định vị trên Toyota Razor và dưới Toyota Corolla Cross, nên khi về Việt Nam thì mẫu xe này cạnh tranh với Kia Seltos, Hyundai Creta, Mazda CX-3. Toyota Yaris Cross có hai tùy chọn động cơ cho hai phiên bản khác nhau. Đối với phiên bản động cơ xăng 1.5 lít cho công suất cực đại đến 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm, hộp số sử dụng loại hộp số vô cấp cộng tác viên, dẫn động cầu trước. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 4310, 1770, 1655 mm, chiều dài cơ sở đạt 2620 mm và khoảng sáng gầm xe 270 mm. So với đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Creta thì Yaris Cross có chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm xe lớn hơn. Về thiết kế, xe có ngoại hình hầm hố, đậm chất SUV. Phần đầu xe được tích hợp lưới tản nhiệt đa giác, đi kèm họa tiết hình chữ nhật. Toàn bộ các chi tiết ở đầu xe đều được bố trí theo phương ngang, đi kèm bộ khuếch tán làm tăng cá tính cho mặt ga lăng. Hệ thống đèn trước dạng LED, đi kèm giải đèn định vị ban ngày LED vuốt ngang cạnh trên. Đèn trên xe còn được trang bị tính năng tự động bật, tắt và đèn pha tự động. Đèn sương mù nằm lọt lòng trong hai hốc đầu xe. Cản trước thiết kế khá dày dặn, được đặt ở vị trí khá cao, tương tự các mẫu xe RAV4. Tiến sang bên hông, ghi điểm với kiểu dáng đặc trưng của dòng crossover. Những đường gân dập nổi càng làm tôn lên hình thể bệ vệ, tạo cảm giác thể thao, năng động. Bên dưới là vòng bánh xe cỡ lớn, sơn màu đen tương phản với màu thân xe. Cửa kính xe sơn đen, bọc bên ngoài là dải viền chrome vuốt dài đến tận cuối trụ xe, phía trên có thanh giá nóc và anten vây cá. Tay nắm cửa cùng màu với thân xe, gương chiếu hậu vẫn gắn liền với thân xe và đồng màu, cùng khả năng chỉnh, gập điện, báo rẽ LED. Ngoài ra tích hợp thêm camera 360 độ, dàn chân của xe có kích thước 17 inch, dạng phay bóng, 5 chấu bắt mắt. Phía trên ốp nhựa cứng màu đen, kéo dài quanh thân xe, giúp Toyota Yaris Cross trở nên khỏe khoắn hơn. Đuôi xe tiếp tục thể hiện phong cách nam tính với những đường nhấn nhá góc cạnh. Cụm đèn hậu LED thanh mảnh, nằm gọn sang hai bên hông với đồ hình móc câu ngược. Cản sau sử dụng tấm ốp bạc tăng thêm vẻ cứng cáp và khỏe khoắn. Thiết kế bên trong xe được bố trí khoa học, đầy tính thực dụng. Khu vực TAPLO phân tách thành hai tầng. Các chi tiết tại đây vẫn sử dụng chất liệu nhựa cứng là chủ yếu, nhưng được chăm chút tỉ mỉ, cho cảm giác tương đối cao cấp. Toyota Yaris Cross đem đến không gian nội thất đủ dùng cho cả hai hàng ghế. Hệ thống ghế bọc da, khâu chỉ màu tương phản. Hàng ghế trước thiết kế ôm lấy thân người, có tính năng chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế sau có đủ 3 tựa đầu. Trần xe thoáng, khoảng để chân dễ chịu, do đó người cao trên 1m7 khi ngồi ở hàng ghế này vẫn cảm thấy thoải mái. Vô lăng trên xe được kế thừa nguyên si bản hatchback. Vô lăng 3 chấu, bọc da, tích hợp các phím điều khiển chức năng. Phía sau vô lăng là lẫy chuyển số. Cụ đồng hồ sử dụng loại analog truyền thống, kết hợp màn hình đa thông tin 7 inch, cho phép hiển thị đầy đủ thông tin về tốc độ, mức tiêu hao nhiên liệu. Bên cạnh đó, Toyota Yaris Cross còn được trang bị đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái như chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Đặc biệt xe còn có thêm phanh đỗ điện tử và chức năng giữ phanh tự động.
Đây là điểm ăn tiền không phải xe nào trong phân khúc cũng có. Về hệ thống giải trí, Toyota Jazz Cross được trang bị màn hình giải trí 10 inch, độ phân giải cao. Xe hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay, Android Auto. Xe sử dụng điều hòa tự động hai vùng, có cửa gió cho hàng ghế phía sau. Khoang hành lý phía sau của Toyota Jazz Cross có dung tích 471 lít. Nếu muốn gia tăng để chứa đồ, chủ xe có thể gập phẳng hàng ghế thứ hai. Vừa rồi là những điểm nổi bật mà anh chị đã cùng em Toàn xem lại một lần nữa có trên Toyota Yaris động cơ xăng 2024. Và bây giờ không để cho anh chị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với phần báo giá lăn bánh và sẽ có cùng chung một cái chương trình khuyến mãi là giảm tiền mặt và tặng phụ kiện với tổng giá trị lên đến là gần 30 triệu đồng cho cả hai phiên bản là động cơ xăng và động cơ hybrid. Thì sau đây em Toàn sẽ cập nhật cho quý anh chị sau khi mà áp dụng cái chương trình khuyến mãi đó thì anh chị sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận là bao nhiêu tiền để cho anh chị tham khảo nha. Thì đối với phiên bản động cơ xăng trước đi quý anh chị thì mức giá niêm yết từ 650 triệu đồng và em Toàn sẽ xin phép lấy cái mức giá niêm yết thấp nhất để có thể ví dụ cho quý anh chị sau khi áp dụng chương trình khuyến mãi sẽ lăn bánh là bao nhiêu tiền. Còn những anh chị khách hàng mà muốn mà tham khảo chính xác về cái màu mà quý anh chị mua luôn thì quý anh chị hãy vui lòng liên hệ cho em Toàn qua số điện thoại phía bên dưới màn hình hoặc là có thể inbox Zalo của em cũng được, thì em Toàn có thể kết nối và gửi bảng giá cho anh chị tham khảo. Đối với phiên bản xăng, mức giá niêm yết tối thiểu chỉ từ 650 triệu đồng. Quý anh chị áp dụng chương trình khuyến mãi giảm tiền mặt và tặng phụ kiện với tổng giá trị lên đến gần 30 triệu đồng sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 718 triệu đồng và nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện lân cận với số tiền là 699 triệu đồng. Còn đối với phiên bản động cơ hybrid, mức giá bán thấp nhất chỉ từ 765 triệu đồng, cũng là màu thấp nhất cho quý anh chị lựa chọn đó là màu đen, thì quý anh chị sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 844 triệu đồng. Và nếu mà quý anh chị lăn bánh ở các tỉnh thành lân cận thành phố Hồ Chí Minh sẽ với số tiền là 825 triệu đồng. Mức giá lăn bánh trên mà em Toàn báo cho quý anh chị thì đã bao gồm tất cả các khoản chi phí bắt buộc cần phải có rồi, bao gồm như là thuế trước bạ nè, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm dân sự bắt buộc. Và chưa bao gồm hai khoản chi phí không bắt buộc khác, đó là bảo hiểm thân vỏ và dịch vụ đăng ký biển số trọn gói đến từ đại lý. Quý anh chị lưu ý đó, điều đó giúp em khi mà quý anh chị mua xe tiền mặt thì sẽ không yêu cầu hai khoản phí đó. Còn nếu mà quý anh chị mua xe với hình thức trả góp thì quý anh chị phải có thêm hai khoản phí đó nữa giúp em nha quý anh chị. Thì đối với hai khoản phí đó, đối với dòng Toyota Yaris này thì nó sẽ đâu đó tầm khoảng từ 8 đến 11 triệu đồng tùy theo từng phiên bản cũng như là tùy từng khu vực mà quý anh chị đang sinh sống. Mọi chi tiết thắc mắc về mức giá lăn bánh chi tiết thì anh chị hãy vui lòng liên hệ cho em Toàn qua số điện thoại phía bên dưới màn hình để em Toàn có thể hỗ trợ cách chi tiết chính xác và cụ thể hơn cho anh chị. Còn đối với hình thức mua xe trả góp thì anh chị cần phải chuẩn bị trước bao nhiêu tiền, lãi suất bao nhiêu, trả mỗi tháng bao nhiêu tiền, thì đây sẽ là đáp án cho quý anh chị. Đối với phiên bản xăng mà quý anh chị mua với hình thức trả góp thì quý anh chị nếu ở thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị trước giúp em với số tiền từ 214 triệu đồng. Và nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện chuẩn bị trước giúp em với số tiền 195 triệu đồng. Đối với phiên bản động cơ hybrid, nếu mà quý anh chị mua xe với hình thức trả góp chuẩn bị trước giúp em với số tiền chỉ từ 248 triệu đồng. Còn nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện chuẩn bị trước giúp em với số tiền chỉ từ 229 triệu đồng. Và nhắc lại một lần nữa là quý anh chị mua xe trả góp thì bắt buộc phải có thêm hai khoản chi phí nữa, đó là bảo hiểm thân vỏ và kèm theo đó là dịch vụ đăng ký biển số trọn gói nha anh chị. Thì tùy theo phiên bản cũng như là tùy từng khu vực mà mỗi anh chị khách hàng sẽ có một cái chi phí đó thêm khác nhau, nó tầm khoảng từ 8 đến 11 triệu đồng nữa tùy từng khu vực mà quý anh chị đang sinh sống, cũng như là tùy từng phiên bản mà quý anh chị lựa chọn. Vậy thì tiền gốc và lãi của mẫu xe này sau khi áp dụng ngân hàng là như thế nào? Đối với ngân hàng thì hiện tại mẫu xe này tại em Toàn đang hỗ trợ cho quý anh chị là hai gói. Gói thứ nhất là hỗ trợ cố định cho quý anh chị thời gian là 6 tháng với lãi suất 1.99% một năm. 6 tháng tiếp theo là hỗ trợ cố định với lãi suất 7.99% một năm. Rồi sau đó sẽ không cố định và sẽ áp dụng mức lãi suất trung bình là 11.25% một năm. Đây là gói ngân hàng tài chính Toyota. Anh chị có thể vay được thời gian là 8 năm và vay được tối đa là 80% giá trị xe. Và gói vay thứ hai thì là một gói vay đặc biệt sẽ hỗ trợ cho quý anh chị với mức lãi suất cố định xuyên suốt mỗi tháng với mức lãi suất trung bình là 0.88% trong một tháng. Và gói này thì quý anh chị sẽ được cố định xuyên suốt lãi suất nhưng mà quý anh chị chỉ có thể vay được tối đa thời gian là 59 tháng. Và một điều đặc biệt thứ hai đối với gói này thì quý anh chị sẽ không cần phải đưa cà vẹt gốc cho ngân hàng mà quý anh chị sẽ được giữ cà vẹt gốc để đi đường luôn. Đó là một điều rất đặc biệt nhưng mà yêu cầu của ngân hàng này sẽ hơi khó hơn, là sẽ yêu cầu quý anh chị phải sao kê lương hợp đồng lao động của mình thì mới có thể áp dụng được gói vay này cũng như là thỏa được điều kiện để có thể vay gói này. Gói này rất là đặc biệt dành cho những quý anh chị khách hàng. Và thông thường thì khách hàng của em Toàn thì sẽ rất thích
gói vay của ngân hàng tài chính Toyota hơn. Vì cơ bản quý anh chị sẽ vay được nhiều, thời gian được lâu và cũng như là mức lãi suất cũng sẽ là một mức lãi suất tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại so với các ngân hàng bình thường rồi. Thì nếu mà quý anh chị áp dụng gói vay này đối với Toyota Yaris Cross 2024 này thì quý anh chị sẽ có trả gốc và lãi mỗi tháng với mức trung bình sẽ từ 6 đến 9 triệu đồng cho mỗi tháng cả gốc và lãi cho quý anh chị khi mà quý anh chị áp dụng gói vay này. Và đây là gói vay của ngân hàng tài chính Toyota, và cũng như là ngân hàng tài chính Toyota còn sẽ có rất nhiều gói vay theo nhu cầu của quý anh chị nữa, cho nên là quý anh chị hãy vui lòng liên hệ cho em Toàn để em Toàn có thể biết được cái nhu cầu của quý anh chị là như thế nào để em Toàn có thể tư vấn cho quý anh chị một cách cụ thể hơn. Còn ở trên đây thì thời gian quá ngắn cho nên là em Toàn không thể nào tư vấn chi tiết cho anh chị tham khảo được. Mọi thắc mắc về mức giá lăn bánh tại nơi anh chị ở, về bản góp chi tiết ngân hàng mỗi tháng chi trả bao nhiêu tiền, về các thủ tục mua xe, về gói phụ kiện được tặng kèm bao gồm những gì thì hãy vui lòng liên hệ cho em Toàn qua số điện thoại phía bên dưới màn hình, hoặc anh chị có thể nhắn qua Zalo của em cũng được, số đó cũng là số Zalo để cho quý anh chị liên hệ cho em Toàn. Và bây giờ những anh chị khách hàng đang xem video clip của em Toàn mà chưa ấn like và đăng ký kênh thì cho em Toàn xin một like cũng như là một đăng ký kênh để có thể là ủng hộ, kích thích, động viên em Toàn cũng như là để theo dõi kênh Nguyễn Toàn Toyota cho những video sắp tới mà em Toàn sẽ liên tục cập nhật những cái chương trình khuyến mãi nữa từ đại lý nếu mà có sự thay đổi đối với Toyota Yaris 2024 hoặc là bất kỳ dòng xe nào của Toyota. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở video kế tiếp. Xin cảm ơn.